Chào mọi người nha, hôm nay mình quay video căn ghế. Mỗi một bọc là 100 gram. Cho anh em xem ha, mỗi bọc là 100 gram, thì một hộp này sẽ là 5 bọc, là nửa ký. Rồi anh em xem mình quay nha, mình làm nha. Thì anh em nhớ nhẹ tay nha, tại vì con dế này là con dế sữa. Đây là con dế sữa, sau khi mình sơ chế xong thì mình sẽ đóng hộp. Đây là cái dế thành phẩm, thì anh em nhớ nhẹ tay để con dế nó bể. Nếu mà nó bể thì sẽ không đẹp cái sản phẩm của mình. Đó, đây sẽ là một hộp dế thành phẩm. Sau đó mình sẽ để vào tủ đông. Rồi anh em mình theo xem mình làm tiếp nha.
么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手需要多大的勇气？这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手需要多大的勇气？这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。Xong, đây là bao cuối cùng, bao giấy cuối cùng. Đây phần còn lại nhiêu đây thì mình để chiên lên tự thưởng cho mình. Đây thành quả. Hai bốn sáu tám
16 là 8 kg, 9, 10 kg, 10 kg. Rồi, chào anh em nha.